Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều câu chuyện rất đáng lưu ý, trước hết là câu chuyện liên quan vấn đề tiền bạc và bức tường của Tổng thống Donald Trump. Trong suốt thời gian qua đã nhiều lần Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh đến cái vai trò an ninh quốc gia. Vì thế cho nên chính phủ cần phải có một cái bức tường ngăn cản cho biên giới của Mexico và Hoa Kỳ. Cái bức tường đó nó dài 2.000 mile và khoảng 1.979 mile như chúng tôi đã có dịp thưa với quý vị. Và bức tường này trong đó có 1/3 và khoảng độ 600 mile là đồi núi, là rừng rú. Cho nên thiên nhiên đã tạo nên một cái bức tường tự nhiên đó làm cho những cái người muốn xâm nhập Hoa Kỳ từ miền Nam không thể nào qua được những cái vùng đồi núi hiểm trở và nguy hiểm và cả sa mạc nữa. Còn lại thì vào khoảng gần 600 mile đã được xây bởi ba đời tổng thống Bill Clinton, Bush và Obama và trị giá lên vài chục tỷ đô la. Thế thì cái phần còn lại bây giờ vào khoảng độ trên 500 mile, Tổng thống Donald Trump cần 5 tỷ 7 để có thể xây một cái bức tường để cho nó đầy đủ từ A sang Z, tức là từ bên Mexico của biên giới với lại Texas qua đến California. Nhưng mà cái bức tường này thật ra thì nó chả có gì đáng kể cả, là vì tiền bạc chỉ có 5 tỷ 7 thôi, mà đã từng bỏ ra 30-40 tỷ đô la xây những bức tường trước kia. Thế thì tại sao Đảng Dân Chủ người ta chống? Thưa với quý vị, vì họ không muốn Tổng thống Donald Trump thực thi tất cả những cái lời hứa trong mùa tranh cử năm 2015, năm 2016. Tổng thống Donald Trump cho đến bây giờ đều thực hiện tất cả những cái lời hứa, trong đó có vấn đề kinh tế, trong đó có vấn đề chiến tranh thương mại với Tàu Cộng mà Tổng thống đã đưa ra trước kia với một chính sách gọi là Death by China của ông cố vấn Peter Navarone. Rồi Tổng thống lại tăng cường vấn đề quân sự Hoa Kỳ, ngân sách lên đến 716 tỷ. Tổng thống lại tăng cường trong cái vấn đề sửa đổi lại cái đời sống của cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã từng bị mang tiếng quá nhiều cái thời Obama. Và Tổng thống cũng hứa sẽ làm bức tường. Thế thì cho đến giờ này, 9/10 đã thành công rồi. Đối với quốc ngoại, Tổng thống cũng đã thực thi được những điều ông hứa là ông sẽ làm cho Liên minh Âu Châu phải đóng góp trong cái vấn đề nuôi quân Mỹ, sẽ làm cho Nhật Bản, sẽ làm cho Đại Hàn, mà rồi không có quốc gia nào mà lại phản đối Mỹ, mà lại đuổi Mỹ ra khỏi nước. Ngược lại, Liên minh Âu Châu đã đóng hàng tỷ đô la, Nhật Bản cũng đóng hàng chục tỷ đô la, Đại Hàn bây giờ cũng đã đóng hàng tỷ đô la. Mà bất cứ nơi nào có quân Mỹ, họ đều yêu cầu Mỹ trở lại, ở tiếp tục cho đến thời gian ít nhất vài thập niên nữa. Chưa có một quốc gia nào ngỏ ý mà là đuổi Mỹ về, bỏ Mỹ xâm lăng, như là các cái quốc gia mà nghèo nàn trước kia rốt nát lại đuổi Mỹ ra khỏi nước, để rồi cả nước xuống hố. Thế thì câu chuyện hôm nay ra sao? Cuối cùng, Thượng viện đã vấn đề compromise, cũng đã hòa đồng, họ sẽ thương thảo với lại Tổng thống Donald Trump. Họ đi đến một kết luận là họ không cung cấp 5 tỷ 7 đô la, nhưng họ cung cấp 1 tỷ 375 triệu đô la để cho Tổng thống có thể xây không phải 257 mai mà là 65 mai. Tức là họ đi từng phần. Họ chơi cái trò câu giờ. Nếu bây giờ họ cứng rắn, Tổng thống nhất định là ông ấy không ký những cái ngân sách phụ thuộc sau ngày 15 tháng 2 này. Điểm thứ hai, Thượng viện muốn tiếp tục không mang tiếng là Quốc hội làm cho đóng cửa. Vì mọi người cho thấy rằng 35 ngày đóng cửa và lần vừa rồi có phải do Tổng thống đâu. Mặc dù Đảng Dân Chủ bảo cái là do ông Tổng thống, mặc dù cái bà Pelosi bảo do ông Tổng thống. Tại sao gọi là Tổng thống khi mà Tổng thống cần 5 tỷ 7 để làm việc nước, chứ không làm việc cho cá nhân không? Mà rồi Hạ viện không cho. Hạ viện bảo rằng là cái chuyện nó phi phạm, mà cái chuyện đó là
vô đạo đức, vô luân lý, immoral. Quý vị thấy không? Đã không đồng ý, đã không chấp thuận để Tổng thống làm việc nước, mà còn dùng những cái danh từ rất là nặng nề để hạ nhục ông Tổng thống này. Kết quả 800.000 người làm việc không có lương, 800.000 gia đình trong cái mùa Giáng sinh vừa rồi rất là khốn đốn, bởi vì đóng cửa là kể từ ngày 21 tháng 12. Đến bây giờ Đảng Dân Chủ bắt đầu không thể nào đối địch được với ông Donald Trump, cho nên đã phải đồng ý ở Thượng viện phê chuẩn ngân sách giúp Tổng thống 1.375.000.000 đi từng đoạn, và sẽ được chuyển qua bên Hạ viện ngày hôm nay, rồi để rồi đến chiều mai thứ sáu Tổng thống Donald Trump sẽ ký ban hành. Và đây là một sự thật mà chúng quý vị thấy rằng là Tổng thống thừa tài, thừa quyền, thừa thế để mà lấy tiền đưa vào ngân sách thực thi cái bức tường đó. Thứ nhất, Tổng thống có quyền ký executive order, ký nghị định, du di những ngân sách ở trong chính phủ. Thứ hai, muốn lấy tiền của quốc phòng, Tổng thống sẽ ban hành lệnh khẩn trương của đất nước, national emergency, mà có quyền để ban hành cái luật đó, vì luật đó đã từng ban hành 21 lần kể từ năm 1986 đến bây giờ. Cái chuyện nó nhiều người làm, và bây giờ Tổng thống làm cái chuyện dĩ nhiên. Mà tại sao gọi là khẩn trương của đất nước? Là vì cái số người mà ở Nam Mỹ, nhất là các quốc gia El Salvador, Honduras, Guatemala đang rầm rộ tiến vào Mỹ tị cơ để đến Mỹ. Mà không phải con số 1-200 người, 1-2 nghìn người, mà nó lên đến số vài chục nghìn người trong 5 đoàn caravan. Thế thì mọi người đều biết đấy là trò chơi của dân chủ, không cần bàn. Vì tại sao lâu nay không có? Và cái sự trò chơi của dân chủ đó được Tàu Cộng yểm trợ. Tàu Cộng là một anh chàng phá ngầm ông Donald Trump. Vì bây giờ phá công khai thì không phá được. Quân đội không dám, vì quân đội của Tàu làm sao so với Mỹ được. Về chính trị thì thất bại rồi, là vì Tổng thống Donald Trump đã thắng cử. Nếu như Hillary thắng cử thì Tàu Cộng đã thành công. Và cái giấc mơ của Tàu Cộng bá chủ thế giới vào năm 2025 nó là chuyện dễ như là vấn đề trò chơi của trẻ con. Nhưng mà vì Hillary thất cử, Donald Trump thắng cử, đó là một cái sự trở ngại lớn lao cho cái giấc mơ gọi là Chinese Dream, giấc mơ bá chủ hoàn cầu của Tập Cận Bình. Vì vậy cho nên chúng ta thấy bây giờ lại có một cái vấn đề hay nữa, là như chương trình hôm qua chúng tôi thưa với quý vị, thượng nghị sĩ Ted Cruz là người đã từng chống đối Tổng thống Donald Trump trong kỳ bầu cử 2016 vừa qua, nhưng bây giờ thì lại ủng hộ Tổng thống vô cùng tận, là vì ông thấy Tổng thống làm được việc, ông thấy Tổng thống thừa tài để làm việc nước và làm cho nước mạnh mẽ trở lại, hùng hậu trở lại. Bởi vì ông đưa ra ý kiến tại sao chúng ta không lấy tiền buôn bán thuốc phiện của cái tên chùm thuốc phiện El Chapo đang được xử ở tòa án New York. Và tên El Chapo này là 99% là sẽ tù mọt gông, không có ngày ra. Có nhiều nguồn tin của cho biết rằng tên El Chapo này, mở con đề đi xa một tí cho vui, sẽ được đưa về một cái nhà tù gọi là Maximum Prison Cell, là một cái nhà tù khổng lồ ở Nebraska. Nơi đó tất cả những cái tên gọi là tội phạm lừng danh của nước Mỹ và thế giới đều được nhốt ở trong tù này. Nhà tù này chỉ có chứa 400 tù binh hạng nặng, cỡ như là El Capone. Chắc quý vị còn nhớ El Capone trước đây là một tên mafia. Và tên chùm El Chapo đã từng vượt ngục 2 lần ở bên Mỹ và sẽ được đưa về an trí, dùng cái chữ an trí là hay nhất, vĩnh viễn suốt đời và không có một ngày probation, không được tại ngoại và không được ân xá. Thế thì cái tên El Chapo này, tài sản theo Sở Kiểm Nã của Hoa Kỳ Narcotic Department cho biết là tài sản của y lên đến 14 tỷ đô la. Và bây giờ chính phủ sẽ tịch thu tài sản của cái tên chùm thuốc phiện lậu, giết người không gớm tay. Và ông Ted Cruz đề nghị
chúng ta lấy 5 tỷ 7 trong số 14 tỷ đó để mà xây bức tường là hợp pháp nhất, và cũng lại thực thi cái lời hứa của Tổng thống Donald Trump khi ra tranh cử là ông sẽ xây một bức tường mà bắt Mỹ Tây Cơ phải trả. Và lâu nay mọi người đều cảm thấy buồn cười là vì khi mà Tổng thống nói câu đó trong lúc tranh cử thì anh chàng Nieto, Enrique Nieto, là Tổng thống trẻ con của Mỹ Tây Cơ phản đối liền. Nhưng mà hóa ra cái anh chàng Nieto đó lại là hối lộ cho cái anh chàng El Chapo này 100 triệu đô la cầm của El Chapo. Anh chàng Tổng thống mới của Mỹ Tây Cơ cũng đã từng cầm 10 triệu của tên El Chapo. Vì vậy cho nên cái sự lộ liễu đó mang tiếng tham nhũng của chính phủ Mỹ Tây Cơ là mất mặt dân chúng Mỹ. Và bây giờ trở lại vấn đề là cái đề nghị của ông Ted Cruz, ông đưa ra một cái dự luật gọi là El Chapo Act. Cái bộ dự luật liên quan đến tên El Chapo để chính phủ lấy 14 tỷ đó làm việc xây bức tường. Đang được đưa ra quốc hội, hy vọng tuần tới sẽ bỏ phiếu. Mặc dù đảng Dân Chủ sẽ phá, bởi vì tất cả những việc gì mà có lợi cho đảng Cộng Hòa, có lợi cho dân nước Mỹ, đảng Dân Chủ phá hết. Giống như những cái tên cán ngố, chẳng thà mất nước mà không mất đảng là như thế. Rồi chúng ta lại có một nguồn tin nữa là Tổng thống Donald Trump đã ký một cái executive order, tức là cái nghị định để ban hành luật và ngân khoản cho Hội đồng Cố vấn về Kỹ thuật và Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ chế tạo phát triển AI, là chữ viết tắt của chữ Artificial Intelligence, là cái sự thông minh nhân tạo. Lâu nay thông minh là do vấn đề trời ban, và bây giờ khoa học họ đang cố tạo ra những cái bộ óc thông minh mà không phải là người mà là máy móc. Bằng chứng là nước Mỹ người ta đã làm cái chuyện này lâu lắm rồi. Robot, đấy là câu chuyện của thông minh nhân tạo. Mà nhiều người nói rằng ô bây giờ là thua tàu, tàu nó làm, bây giờ người cũng như là Nhật, bây giờ nó có cả một OTN dành cho những người robot. Không ai biết. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau một vài giây phút của các cơ sở thương mại để bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.